Mỗi năm tại Việt Nam có 12.000 trẻ sinh ra bị mắc bệnh tim bẩm sinh, trong đó rất nhiều trẻ em phải chịu đựng sự đau đớn của bệnh tật một cách tuyệt vọng vì khó khăn về kinh tế, thậm chí là nhiều em thì đã tử vong vì không thể chờ đến lúc được phẫu thuật. Chia sẻ những nỗi đau đó, khoa phẫu thuật tim mạch bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cùng với các chuyên gia hàng đầu Hoa Kỳ sẽ thực hiện một đợt phẫu thuật và can thiệp tim mạch vào tháng 11 năm 2016 dưới sự hỗ trợ của các tổ chức từ thiện. Trong buổi họp báo về chương trình phẫu thuật và can thiệp tim mạch tháng 11 năm 2016, ban lãnh đạo bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chương trình khám tầm soát sẽ đón chào các bệnh nhi có nhu cầu từ ngày 13 tháng 11 năm 2016. Theo đó các bé bị tim bẩm sinh sẽ khám và hội trần để có chỉ định điều trị phù hợp. Ekip bác sĩ là các chuyên gia tim mạch hàng đầu Hoa Kỳ thuộc chương trình Give of Life và mt um, One World. Phối hợp cùng với các bác sĩ của bệnh viện sẽ có khoảng 20 bệnh nhi được phẫu thuật, 30 bệnh nhi được can thiệp tim mạch. Số còn lại được lưu hồ sơ và chuyển qua một chương trình phẫu thuật miễn phí khác cũng do bệnh viện thực hiện. Chi phí phẫu thuật được các quỹ tấm lòng Việt, tập đoàn Viễn thông Theo và quỹ nhịp tim Việt Nam, Vina Capital Foundation tài trợ. Được biết lần khám này sẽ không giới hạn số lượng trẻ, độ tuổi cân nặng và sẽ ưu tiên cho những trường hợp bệnh lý phức tạp cần phẫu thuật hoặc can thiệp sớm. Phụ huynh muốn tìm hiểu thông tin về chương trình phẫu thuật miễn phí có thể liên hệ đến số 08 3952 5161 hoặc 08 3952 5160 để được tư vấn.